Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày của Khỏe Tự Nhiên. Thưa quý vị, mì gói ra đời cách đây hơn 60 năm và nhanh chóng trở thành đồ ăn nhanh phổ biến, được yêu thích của rất nhiều người nhờ sự tiện lợi, giá thành rẻ mà vẫn rất ngon miệng. Trong cuộc sống hối hả như hiện nay, việc phát minh ra mì gói khiến những người bận rộn có thể tiết kiệm thời gian hơn. Thế nhưng, nhìn ở phương diện sức khỏe, đồ ăn này có thực sự mang đến lợi ích cho chúng ta? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, mì tôm không có tội. Với mức tiêu thụ mỗi năm khoảng 5,2 tỷ gói mì, đứng thứ 5 trên toàn thế giới, người Việt được xem là fan hâm mộ của mì gói, mì tôm. Tuy nhiên, khi hỏi về ấn tượng thế nào đối với mì tôm thì gần như tuyệt đại đa số xếp mì vào nhóm độc hại, gây ung thư, hại gan, suy thận, v.v. Không chỉ người Việt Nam mà các nước khác cũng quan tâm đến chủ đề này. Bác sĩ Braden Kudo của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu khá thú vị, cho thấy chiếc dạ dày của chúng ta khá vất vả khi tiêu hóa những sợi mì. Ông dùng một chiếc camera kích thước chỉ bằng một viên thuốc và đặt vào trong dạ dày, xem chuyện gì xảy ra sau khi ăn mì gói. Kết quả là sau 2 tiếng, các sợi mì vẫn còn nguyên. Vậy rốt cuộc là mì tôm có nguy hại đến mức nào? Câu trả lời rất thú vị. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Khỏe Tự Nhiên và chuyên gia an toàn vệ sinh thực phẩm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngay sau đây. Thì Việt Nam là một trong những nước vô địch về sản xuất mì tôm cũng như tiêu thụ mì tôm. Trong đó thì một số chuyên gia nói rằng là mì tôm là một cái thứ mà mình không nên lạm dụng. Thế thì xin thầy cho biết một vài ý kiến về mì tôm cũng như là các cái thói quen chúng ta nên ăn mì tôm như thế nào cho nó hợp tình hợp lý ạ. Thực ra nói đến mì tôm ấy, nhiều người bài xích, nhưng mà nhiều người thì thích ăn. Vậy thì mì tôm nó có tội không? Thì chỉ nói là mì tôm chả có tội. Bản thân mì tôm vốn dĩ được phát kiến từ một cái nhà tài chính của Nhật. Sau khi ông bị phá sản, ông về ông phụ bếp cho vợ ấy, thì ông mới thấy vợ người Nhật ngày xưa người ta sản xuất cái mì từ mì sợi ấy. Từ mì sợi người ta cán ra, giống như ngày xưa thời căng thời bao cấp chúng ta đấy, có một mì xong về cán rồi để nấu canh. Thế nhưng mà ông ở đây tỉ mẩn, ông đang cho cái đó vào trong cái nồi vợ đang chiên rán, đang chiên thức ăn ấy. Thế là tự nhiên nó cứng lại, nó dai dai, thế là ông ăn, thế thơm ngon, thế là ông phát hiện ra. Và ông trở nên một cái người đầu tiên trên thế giới này sản xuất ra mì tôm, sản xuất ra mì chiên, gọi là mì sợi chiên. Thì mì sợi chiên đấy được một người rất thích ăn. Sau này người ta bổ sung thêm da, thêm vị, thêm các thứ vào rất thích ăn. Vậy thì cái mì chiên ấy, nó bằng dầu ấy, nó không khác gì chúng ta ăn bánh rán. Về nguyên tắc nó giống như cái bánh rán chúng ta ăn, giống như cái việc mà chúng ta nặn cục bột mì chúng ta chiên chúng ta ăn, chả khác gì nhau cả. Vậy thì nó có cái tội vạ gì không? Nó chả có tội vạ gì. Chẳng qua là vì thế này. Trước hết chúng ta còn biết là mì chiên gồm có hai có loại nguyên liệu chính, một là bột mì, hai là dầu dùng để rán, dùng để chiên. Thế thì dầu chúng ta chiên bằng có lại hai, một là chiên bằng mỡ, tức là cái loại mỡ động vật như mỡ lợn, mỡ cừu, mỡ biết là cái thứ hai là dầu thực vật. Nhưng cái nếu chúng ta chiên bằng mỡ thì nó có cái mùi của cái con động vật người ta cũng thích ăn. Như chiên bằng dầu thì nó có một cái nhược điểm, tức là sau một thời gian sau thì nó khét, bởi vì cái dầu đấy, dầu của dầu thực vật chủ yếu là cái axit béo không no, cho nó bị ôi hóa và nó bị mùi khét. Thế thì nó khét như vậy cho người ta mới đưa ra một cái giải pháp, tức là cái dầu ấy nó là cái mạch đôi này, người ta mới cho mà hydrogen hóa đi để nó hết mạch đôi thì nó hết con đường khét, không có đường khét nữa. Thế là người ta gọi là shortening. Shortening là một cái chất là dầu ăn thường được hydrogen hóa. Người ta bắt đầu quay trở lại, người ta vẫn nghiên cứu tiếp và theo dõi bằng cách, tức là gì, người ta theo dõi cái những cái người sử dụng, người ta gọi là thống kê dịch tễ học. Thì người ta thấy là những người ăn bằng chiên bằng shortening tự nhiên bệnh tim mạch nó tăng lên. Người ta quay trở lại vấn đề, tức là và người ta phát hiện rằng là sau khi mà shortening hóa, tức là vì hydrogen hóa, thì một số cái dầu đấy nó biến thành dạng gọi là dạng trans, gọi là trans fat, tức là chất béo ở dạng trans. Và cái chất béo dạng trans ấy thì nó gây ra hiện tượng bệnh tim mạch. Và các người ta bắt đầu phát hiện ra là miễn liền dùng cái đó. Thì người ta tẩy chay. Trước kia người ta tẩy chay dầu cọ. Cái dầu cọ là cái dầu mà dầu dừa, dầu cọ ấy.
Dầu cọ là một loại dầu mà nó rất nhiều axit béo no, mà là chất béo là tự nhiên, chứ nó không phải đi từ quá trình hydrogen hóa. Vì vậy cho nên rằng là người ta lấy cái cọ đó, nhưng người ta tách cái dầu lỏng ra. Dầu lỏng là axit béo không no, còn dầu đặc, dầu cứng ấy là axit béo no. Và như vậy axit béo tự nhiên không có cái trình hydrogen hóa mang về, và bây giờ người ta bán cho mấy cái ông ấy, ông sản xuất miền liền. Và bây giờ ông chiên vào cái đó thì không có xăng phét nữa, mì không ôi nữa. Và như vậy đấy là một cách người ta làm chín mà thôi. Nhưng đến bây giờ thì người ta làm mì ăn liền, nhưng không phải là mì ăn liền tất cả đều chiên. Có loại mì ăn liền chiên và có mì ăn liền không chiên. Thế thì cái mì ăn liền không chiên thì chúng ta phải ta nấu bình thường ấy. Thêm vào đó thì để cho cái sợi mì nó dai, người ta cũng phải sử dụng phụ gia. Để cho cái sợi mì nó đẹp thì người ta cũng phải sử dụng những cái chất màu. Dùng bột mì mà có hàm lượng gluten cao thì sợi mì vẫn dai như thường. Nhưng mà bột mì người ta có loại được loại tốt loại xấu chứ, loại 1, loại 2, loại 3. Nếu người muốn dùng loại 3 thì ông phải cho thêm một cái chất bột dai vào để nó tăng cái độ dai. Bún người ta cũng cho vào, đây là một. Cái thứ hai là người ta muốn cho nó vàng mà lại không cần phải chiên lâu. Thế thì lúc ra người ta phải cho vào và tìm cách giảm cái nọ để tăng cái kia lên, để cuối cùng chúng ta được một cái người mì tương tự như mì tự nhiên mà nó chi phí sản xuất là ít nhất, chi phí năng lượng là thấp nhất, để cuối cùng người ta có kiểm soát có lại. Nhưng mà nên nhớ rằng là người ta cần phải kiểm soát cái chất cho vào đó. Ở đây ấy, thì vừa cái vai trò quản lý của nhà nước cũng rất quan trọng, tức là ngăn chặn những cái điều người ta cho vào, đồng thời khuyến khích những người cái điều mà làm có lợi sức khỏe thì các cơ quan y tế phải nghiên cứu, phải vào khuyến khích người ta chứ. Nhưng ở nước ngoài ấy, người ta đều có một cái viện nghiên cứu về độc tố học, nghiên cứu về sức khỏe, viện nghiên cứu về sức khỏe và liên quan những cái chất đấy. Ở nước ta chưa có cái đó. Chúng ta chỉ mới trích dẫn tài liệu của nước ngoài là chính, chứ chúng ta chưa có được một cái viện mà chính ra thể hiện lâm sàng trên con người Việt Nam. Mình con người Việt Nam nó có cái thể trạng khác, khí hậu nó khác, thì có thức ăn khác. Chúng ta chưa có một câu trả lời là người Việt Nam nên dùng cái gì. Cái đấy nó vẫn còn lơ mơ. Muốn sợi mì dai hơn, giữ được nguyên sợi sau khi nấu, có màu vàng đẹp, không bị khét, gia vị đậm đà, vân vân, tất cả đều có thể giải quyết thông qua các loại phụ gia, mà đa phần là những thứ cơ thể không tiêu hóa được, tế bào không sử dụng được. Nhưng rốt cuộc thì vì tiện dụng và rẻ tiền, nhiều người vẫn coi đây là lựa chọn nhanh, tiện cho các bữa ăn nhẹ, bữa trưa và thậm chí cả bữa tối. Để giảm đến mức tối đa nguy cơ sức khỏe mà mì gói gây ra, bạn có thể tham khảo một số lời khuyên sau đây. Thứ nhất, hạn chế dùng các loại mì chiên qua dầu mỡ. Hãy ưu tiên mì sấy. Như vậy, cơ bản bạn đã loại được tương đối các mối nguy liên quan đến dầu mỡ và trans fat. Thứ hai, nếu dùng mì chiên, nên trần qua nước sôi, chắt bỏ nước. Thứ ba, nên ăn mì với các loại rau xanh, bổ sung thêm nguồn đạm, có thể là trứng hoặc thịt để tăng cường dinh dưỡng, thay đổi khẩu vị. Rau xanh giúp tô mì trở nên cân bằng dinh dưỡng và thải bỏ các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Mì tôm không có tội tình gì? Vâng thưa quý vị, rõ ràng mì tôm được phát hiện ra trong một hoàn cảnh rất nhân văn. Tuy nhiên, bài toán lợi nhuận lại khiến một số nhà sản xuất sử dụng bột mì kém chất lượng và các chất phụ gia được thêm vào để lấp liếm các khuyết điểm, kéo dài thời gian bảo quản. Vì thế mà những sợi mì ngày càng bị mang tiếng xấu. Hy vọng những thông tin hôm nay của Khỏe Tự Nhiên có thể mang lại cho quý vị nhiều điều bổ ích. Kính chúc quý vị có một sức khỏe tốt, những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và cuộc sống khỏe mạnh. Và đừng quên tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày trên Khỏe Tự Nhiên quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.